chấp 1132, toàn chức pháp sư. Con này lẽ nào là Cương Sơn Thái Thản sao? Có lẽ là vậy. Chết rồi, lần này thì chết thật rồi. Hai bọn nó cùng nhau đến. Kiệt Hải Xà Long. Song ác của Châu Tâm Hải quả nhiên là cấu kết làm việc xấu. Mạc Phàm, ra tay đi. Nếu như thành trì này bị hủy, ngay cả nơi dừng chân chúng ta cũng không có. Đừng nói đến là chống lại bọn nó. Còn cần cậu phải nói nữa sao? Vạn kiếp lôi nha. Đánh một con trước rồi tính. Con này lại có thể tay không đỡ được sấm sét. Biến thái quá rồi. Đó là bạo quân hoang lôi gấp 12 lần. Lần này đã phải tấm sắt rồi, sợ rằng tiếp theo sẽ là một trận ác chiến. Thuẫn tức di động. Còn khó đối phó hơn cả tôi nghĩ. Sao lại để ý đến ta rồi? Mạc Phàm, tôi không chịu đựng được lâu nữa đâu. Cậu mau rời khỏi đó đi. Tôi cũng muốn đi, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nhốt tôi lại rồi. Là sức mạnh trầm luân. Phải nghĩ ra cách xóa bỏ nó, nếu không Mạc Phàm căn bản là không thể lên được. Bây giờ phải làm sao? Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Chết rồi, sắp chìm xuống đáy biển rồi. Phủ đến giới hạn rồi. Lẽ nào thật sự sẽ chết ở nơi này sao? Đã kết thúc tập 1132 của bộ truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư rồi. Cả nhà đừng quên cho Nông Dân Mê Truyện một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.